Ông là tấm gương tiêu biểu cho khí phách của người chiến sĩ Cộng sản, là người lãnh đạo xuất sắc của đất nước. Ông được coi là vị thủ tướng của đổi mới, của tư duy cách mạng, ý chí tiến công, dành trọn vẹn tâm huyết của mình cho khát vọng chấn hưng và phát triển đất nước. Một con người quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhưng cũng chân tình, gần gũi. Trái tim nhiệt huyết ấy đã luôn đập trong nhịp đập mạnh mẽ của dân tộc. Khối óc lớn luôn tư duy cùng thời đại. Dù trái tim ấy đã ngừng đập, khối óc lớn ấy đã ngừng tư duy, nhưng những tư tưởng của ông, khát vọng và trăn trở của ông sẽ mãi nảy nở trong lòng nhân dân, được tiếp tục bởi những người còn sống. Năm 1938, 16 tuổi, anh thanh niên Phan Văn Hòa, tên khai sinh của đồng chí Võ Văn Kiệt, tham gia phong trào thanh niên phản đế ở quê hương ông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Một năm sau, khi mới 17 tuổi, ông chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc có nhiều anh hùng trẻ tuổi và rất nhiều thanh niên Việt Nam bắt đầu con đường của mình ở lứa tuổi ấy. Tham gia cách mạng, lịch sử đã trao cho ông và những đồng chí của ông một trọng trách, một sự nghiệp, và cuộc đấu tranh gian khổ trường kỳ đó đã tôi luyện khí chất và trí tuệ của những con người như Võ Văn Kiệt, một chiến sĩ cách mạng, một người cộng sản. Ông đã lựa chọn và bắt đầu cuộc đời mình bằng cách dấn thân nơi đầu sóng ngọn gió của cách mạng miền Nam. Năm 1959, 37 tuổi, ông được giao trọng trách bí thư khu ủy Sài Gòn Gia Định. Đó là những ngày tháng đau thương. Sài Gòn Gia Định chìm trong máu của những chiến dịch tố và diệt cộng. Các cơ sở đảng ở nội thành gần như tan rã. Ông và các đồng chí của mình đã phải suy nghĩ rất nhiều. Những quyết định như bồi dưỡng thanh niên, học sinh, sinh viên yêu nước, làm hạt nhân phát triển cơ sở đảng, gây dựng phong trào của các lực lượng đấu tranh chính trị trung lập, thường gọi là lực lượng thứ ba, để đấu tranh hợp pháp, đã tạo nên một mặt trận mới, mặt trận đấu tranh chính trị. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, biết vận động quần chúng yêu nước, cũng như nhiều quyết định sáng tạo khác, đã tạo cơ sở vững chắc cho cách mạng miền Nam, góp phần dẫn đến thay đổi cục diện chiến trường và đưa ngày thống nhất năm 1975 được trọn vẹn. 30 năm liên tục ở miền Nam trực diện đấu tranh với địch. Và anh cũng đã góp một cái công rất là lớn cùng với Trung ương Cục, cùng với quân và dân miền Nam để mà tiến hành cái cuộc đấu tranh cách mạng, và trong đó thực hiện các cái nghị quyết của Trung ương ta lại là cái cuộc chiến tranh cách mạng. Chiến tranh cách mạng để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thế mà đấu tranh quân sự, đấu tranh chính trị, rồi thì bằng nhiều hình thức này, hình thức khác, rồi là bám trụ trực diện với địch, coi như là liên tục. Cho nên là đồng chí Võ Văn Kiệt là một cái nhà, một chiến sĩ cách mạng, chiến sĩ cộng sản, mà lại là một cái nhà hoạt động thực tiễn, sôi động, nhiệt tình, quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và đồng chí cũng đã cống hiến một cái phần rất to lớn cho Đảng, cho nhà nước, cho nhân dân ta. Từ lúc tham gia cách mạng cho đến lúc rời nhiệm sở, cuộc đời hoạt động cách mạng của ông gần tròn 60 năm. Nhiều người trẻ hôm nay nhớ ông với những dấu ấn của thời kỳ sau thống nhất đất nước và đổi mới, con người của hành động và tư duy sáng tạo, dám vượt qua chính mình. Nhưng những tố chất ấy không phải bắt đầu có từ khi đất nước đứng trước yêu cầu đổi mới. Nó có ở ông trong những ngày cầm súng, trong khí chất của một nhà cách mạng thực sự, rất gần gũi và thấu hiểu nhân dân. Những thanh niên của năm 1976 không bao giờ quên hình ảnh này. Bí thư Thành ủy Sáu Dân trẻ trung, nhiệt huyết, kêu gọi và dẫn đầu thanh niên xung phong ra vùng ngoại thành bùn lầy nước đọng, khai phá những vùng đất mới, đào những con kênh, xây dựng những nông trường, đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong con tim những chàng trai, cô gái trẻ. Đó là những ngày lao động xã hội chủ nghĩa, những ngày ngổn ngang trước những yêu cầu kiến thiết, mở mang lại thành phố, xây dựng con người mới, nếp nghĩ, nếp lao động mới. Những năm 80 của thế kỷ trước, thành phố Hồ Chí Minh không còn nguyên vật liệu để sản xuất. Người dân có lẽ cũng không biết rằng
gạo dự trữ của thành phố cũng chỉ còn có vài ngày. Lúc đó giá thu mua gạo của nhà nước là 5,2 hào 1 kg, còn giá thị trường gấp 3 lần. Người nông dân thì không bán. Không để một người dân nào của thành phố thiếu đói, ông nói và cho phép công ty lương thực miền Nam thu mua theo giá thị trường. Lấy tiền nhà nước cho cá nhân đi mua gạo về cho nhà nước, đó là xé rào. Nhưng không chỉ có thế, cùng với việc đột phá vào kinh tế lương thực, thành phố tiếp tục đột phá vào khâu xuất nhập khẩu, đổi mới kinh doanh quốc doanh, khuyến khích các thành phần kinh tế. Thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh đã được đưa trên báo Nhân dân. 3 bài viết liên tục phê phán cơ chế cũ, đề xuất bỏ bao cấp, kế hoạch, mệnh lệnh để chuyển sang kinh tế thị trường, tự do lưu thông hàng hóa và khuyến khích các thành phần kinh tế được đăng vào tháng 3 năm 1986. Bộ Chính trị họp sau đó và cuối cùng Trung ương cũng ra kết luận về một số vấn đề thuộc quan điểm kinh tế, mở đường cho công cuộc đổi mới được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ 6 sau đó ít tháng. Việc gỡ rào đi trước đã trở thành những minh chứng thực tiễn thuyết phục, đồng thời hình thành nền tảng lý luận của công cuộc đổi mới sau này. Chúng tôi là những người lý luận nhé. Nếu mà chỉ lý sự với nhau rất khó. Nhưng tôi gặp một cái may mắn lớn là sự công phá của những người như ông Võ Văn Kiệt ở thành phố Hồ Chí Minh lúc đó. Tôi nhớ một lần tôi đến thành phố Hồ Chí Minh lúc đó là phải ăn bò. Nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh với ông Võ Văn Kiệt là ngọn cờ đổi mới, không chịu mà tổ chức kinh doanh lương thực để nuôi dân thành phố. Và sau đó còn khai mở kinh tế xuất nhập khẩu, khai mở cho quốc doanh làm kinh doanh và các thành phần tiểu thương, tiểu chủ, tư nhân cá thể tự do làm ăn. Thì phải nói là một cái không khí sôi động, và chính cái thực tiễn đó cùng với những cái việc làm của Long An thời đó cũng như thế, của An Giang, của Hải Phòng, nó là cái nền tảng mà để chúng tôi đó, là những người lý luận học được cái cuộc sống đó và mang được cái hơi thở của cuộc sống đó vào những cái bài viết của mình, mà nó có giá trị là càng ngày càng chứng minh là việc chuyển ra cái thị trường là đúng đắn. Và từ đó đến đại hội 6 là chỉ có 6-7 năm thôi mà đã có được cái bước ngoặt. Thì phải nói là cái công lao của ông Võ Văn Kiệt cũng như là nhiều nhà lãnh đạo lúc đó là bằng hành động thực tiễn. Võ Văn Kiệt là một người có tư tưởng, có trí tuệ rất cao, nhưng trước hết là hành động thực tiễn. Thực tiễn đổi mới bằng hành động. Những quyết định sáng tạo và táo bạo giống như cách của một vị tư lệnh chiến trường được tiếp tục khi ông Võ Văn Kiệt làm Thủ tướng Chính phủ. Trong nhiệm kỳ 5 năm làm Thủ tướng của mình, ông có hơn 200 chuyến công tác xuống cơ sở và địa phương. Trung bình cứ 9 ngày ông có một chuyến đi. Sau những tháng ngày lăn lội ở Đồng Tháp 10, một quyết định đã ra đời, đó là thau chua, rửa mặn, thiết kế thủy lợi, làm lúa hai vụ. Kết quả là năm 2000, sau 5 năm triển khai, 500.000 hecta được khai hoang, 2 triệu tấn lúa được làm ra, 10 triệu bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long đã yên tâm sống chung với lũ. Sống chung với lũ cũng là câu nói của ông. Câu chuyện xây dựng đường dây tải điện 500 kV Bắc Nam, nhiều người phản đối và cho đó là kế hoạch phiêu lưu. Công trình đã khởi công trong bối cảnh nhiều ý kiến lo ngại. Ông tuyên bố nếu đóng điện không thành công, Thủ tướng sẽ từ chức. Kế hoạch xây dựng 4 năm, nhưng công trình đã hoàn thành sau 2 năm. Và không ai còn nhắc lại những ý kiến phản đối lúc đó nữa. Sự quyết liệt và quyết đoán của ông làm nhiều người tin tưởng, nhưng cũng không ít người e ngại. Nhiều người nói đó là những quyết định vượt xa tốc độ của tư duy thông thường. Và đó dứt khoát không phải là những quyết định duy ý chí. Cái cảm nhận của tôi với anh Kiệt thì đúng là trong công cuộc đổi mới, anh Kiệt là một trong những cái người đi hàng đầu, đi tiên phong. Thế mà tôi nghiệm thấy, bây giờ nhìn lại đó, thì những điều mà anh Kiệt đóng góp cho cái đổi mới ấy, thì không phải là đi từ cái sách vở, không phải đi từ lý luận, mà toàn là bắt nguồn từ cuộc sống. Từ những cái mà anh ấy chăn trở suy nghĩ, và quan trọng nữa là tiếp cận với thực tế, gặp gỡ mọi người, những người ở trong cuộc, và cố gắng tiếp thu được những cái suy nghĩ và những sáng kiến của quần chúng.
Nhưng mà nếu từ đó mà bảo rằng anh Kiệt chỉ là con người hành động, chỉ là những cái giải quyết những vấn đề cụ thể thì không phải. Trong